nhiều cơ hội đào tạo cho điều dưỡng tại Nhật Bản cho sinh viên Việt Nam. Điều dưỡng là một trong 14 ngành nghề có thể hoạt động theo tư cách kỹ năng đặc định. Đây cũng là ngành đang thiếu hụt lao động tại Nhật do tỷ lệ già.